Vâng, thưa chị Thụy Vân, thưa quý vị khán giả, hiện tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Cách đây ít phút thì Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Trung ương địa phương đã vừa cắt băng khánh thành, đánh dấu cho việc chính thức đưa vào khai thác sân bay tư nhân đầu tiên của cả nước. Sân bay Vân Đồn thì được thiết kế với nhiều điểm nhấn ở cả khu vực bay và nhà ga. Với đường cất hạ cánh dài 3,6 km thì có thể tiếp nhận được các loại tàu bay hiện đại nhất thế giới. Đường băng cũng được trang bị hệ thống đèn dẫn đường để hỗ trợ cho máy bay cất và hạ cánh cả trong những lúc thời tiết bất lợi. Còn trong khu vực nhà ga thì nhiều hạng mục hiện đại cũng đã được đầu tư. Điển hình như khu vườn treo ngoài trời là hạng mục duy nhất hiện có tại sân bay trong nước. Còn khu vực soi chiếu an ninh cũng được trang bị các cái thiết bị hiện đại như là máy soi chiếu an ninh phát hiện chất nổ lỏng, hay là hiện nay được áp dụng ở toàn bộ các cái sân bay của Mỹ, và hệ thống trả khay soi chiếu tự động lần đầu tiên được lắp đặt tại sân bay của Việt Nam. Toàn bộ hệ thống mái che của nhà ga thì cũng được thiết kế theo kiểu xếp tầng để có thể lấy ánh sáng và gió tự nhiên. Chị Thúy Vân. Vâng, và hiện nay thì có những hãng hàng không nào đang khai thác tại sân bay Vân Đồn anh Đức Trung? Sáng nay thì chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống đây. Hãng hàng không này thì hiện đang khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Vân Đồn, Quảng Ninh với tần suất một chuyến một ngày. Và dự kiến là từ ngày 20 tháng 1 tới đây thì hãng hàng không Vietjet Air cũng sẽ khai thác đường bay này vào các ngày chẵn ở trong tuần.